Dạ, lời nói đầu tiên cho Mộc xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Mộc với Vinh về đi với anh Tư cả nhà. Rồi, chào cả nhà. Có anh Sáu nè. Chào cả nhà. Vinh. Chào cả nhà. Bé Nhi. Chào bà cô chú. Nay lần đầu tiên Mộc đi theo anh Tư đi bắt ốc đá cả nhà. Trải nghiệm đi bắt ốc đá, thấy mấy lần anh Tư bắt quá trời luôn, không biết năm hôm nay Mộc đi có hên không. Chứ Mộc đi bị xui á. Chắc anh Tư đủ thừa quá. 2 kg. Thì trong quá trình bắt ốc thì có ốc Mộc sẽ ghi hình cả nhà xem nha. Một mời cả nhà cùng mấy anh em một để đi trải nghiệm bắt ốc. Chắc vô khu vực này anh Tây. Vô khu vực nước nè. Vô khu vực nước nè cả nhà. Thì à. Có chứ. Đâu đốc được. Không biết có lầy không đây. Lầy dữ lắm. Dạ, một mời cả nhà cùng đi với chung với mấy anh em một nha. Rồi, con lấy rồi. Dạ, anh Tư với anh Sáu với lại Vinh đi vô rồi. Còn đây hai cho con một sẽ vô đây. Đây, mình đi vô đường này nè cả nhà. Sáng ngày Mộc ở dưới rừng á, Mộc điện cho anh Tư. Hỏi anh Tư hôm nay có đi bắt ốc không? Mộc chạy về. Thì anh Tư nói có gì Mộc chạy về đi. Bắt ốc với anh Tư cả nhà. Mấy gì điện trước. Cái gì đi bắt với anh Tư cũng quen thuộc rồi cả nhà. Cái bao nhiêu mang vỏ sắp thùng rồi, giống chuyên nghiệp không? Đường này lầy nha cả nhà. Rồi, bây giờ tới đám giường nước nè cả nhà. Đội vô đây coi. Thường thường ẩn dưới mấy gốc cây mục rồi. Hả? Trong gốc cây mục phải không? Phải không? Bắt đây. Nha, nhưng mà ốc này nó nhỏ quá, mình không có bắt. Khúc vào đây chắc con với cậu Tư không được bắt cái dâu phải không? Phải không? Mà đây không con cậu Tư được bắt cái dâu phải không? Nè, anh dưới, múc dưới đây nè cả nhà. Đó. Đó, có con nhỏ, bỏ con nhỏ lại. Bắt hai con bự. Trong đây nè. Cái ốc này nhỏ quá nha. Dạ. Ốc nhỏ quá. Một chùm mà nó có con ốc bự à. Thank you.
nó có ốc rồi cả nhà, một chùm luôn nè cả nhà. Đó ốc rồi, quá trời luôn, chùm luôn. Đó còn đếm coi bao nhiêu con nha, trời ơi hút một cái quá trời luôn nè. Đây nè, còn nữa nè. Đó hồi đó lột chụp chùm luôn, có mấy ốc nhỏ nè, bỏ lại nó bự ra. Nhìn hai bên chứ một bên không thấy đó cả nhà, đu múa xua luôn. Có chỗ cũng nhiều lắm nhưng mà ốc nhỏ, ốc này bự nè. Nhi ơi, Nhi ơi, đi cái lâu lâu kêu cha nghe không? Cái gì bắt mút bên kia cả nhà. Đây là cả nhà, nãy giờ đi mới thấy chỗ này nhiều nè. Chỗ này 4-5 con luôn nè, ốc bự không à? 5 con cả nhà. Đó, 5 con ốc có đùng luôn. Bây giờ đi lâu lâu mới được con, không có nhiều. Mình đi không đúng ngày lón ha, ha chỗ này bị bắt dầu gì vậy. À, chỗ này quá trời luôn nè, một dây luôn nè. Ồ, trời ơi ịn nè cả nhà, coi ịn nè. Ồ, coi ốc ịn nè, quá trời luôn. Mình đi, nãy giờ mình đi không ngày lón rồi, thất bại rồi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con cả nhà. Chỗ này không 11 con nè. Ồ. Đây con nè, 12 con. Thôi, 2 con luôn. 13 con. Chỗ này ốc bự không à? Ủa con ốc nào đấy? Hết biết luôn. Đã chưa? Ốc bự vậy là mau nặng ký lắm cả nhà. Đây hai con nữa nè. Phải được chỗ nào như chỗ này. Chỗ nào cũng có như chỗ này thôi. Ngon rồi. Hả? Cho bắt chỗ này được mấy chục con luôn á. Có chỗ này nhiều, mình được có chỗ đó à. Đây nhìn bắt ốc bên này nè cả nhà. Con thấy cái ổ ốc nè. Cái ổ ốc luôn hả? Hả? Mười mấy con á. Nhìn thấy như ổ luôn cả nhà. Đó đằng đây rồi trên kia nữa kìa. Ừ, quá trời luôn rồi. Bắt đi. Đằng dưới đó nữa kìa. Đây đây đây. Ở trên đây nè. Mất rồi. Mất bỏ cái nhỏ đi. Ở trời con ốc bự khổng lồ. Này hai cha con đi à. Đi theo từ bắt ốc ra cả nhà. Ốc bự quá bự luôn. Chuyện hổng dài vậy. Một cũng bận, thành ra không có giao video thường xuyên đó nha. Mong cả nhà thông cảm. Được rồi, một làm vỏ xe xong rồi, cái bệnh mấy ngày, rồi cái mấy ngày mất công chuyện, thành ra không có đi quay được. Rồi hôm nay anh Tư anh Điện về đi bắt ốc.
đi bắt ốc Diên Tư. Chị bé Nhi, kìa, ăn kia nó kìa. Này bắt cây coi vậy chứ chắc giả lắm cả nhà. Có chỗ thì nhiều như vậy, còn có chỗ hả? Đi nãy giờ không thấy con luôn. Hai cho con đi không không à? Đi nãy giờ cũng lâu lắm mà không có nhiều. Ngồi như mệt xíu. Đi lội nó dở mệt luôn. Từ khi sáu giờ đâu mất tiêu luôn hả? Sáu mất con kia, còn tư thì tư vừa đi bắt ốc vừa đi bắt cua. Nhi ơi, đi đi lần theo trang không? Đi lần theo trang không? Ốc cả nhà. Cái lồi thế này, cái lồi mới tinh luôn. Trời, đây đụng ngay ổ ốc rồi cả nhà. Rồi. Đó. Phải được gì không bắt cái đã. Con này nhỏ. Con này được. Dưới gốc cây không à, cháu này lầy lắm cả nhà. Con nhỏ con bự, bắt con bự, con nhỏ. Có khúc này ngay chỗ này, ngay chỗ ổ hay là mới chỗ này nè. Lâu lâu đi đụng ổ bắt đã. Tới khúc này có ốc là dài cả nhà. Đây là một bắt cũng là dài. Nhi ơi, khúc này có ốc không Nhi? Khúc này có ốc á. Kêu con bé Nhi nó đi đâu, sợ nó đi lắc lạc cả nhà. Khi sợ nó mê ốc rồi cái nó đi.
lắc lạc không biết đường kiếm, kêu nó hờ hờ vậy. Ồ, đây quá trời nè các bạn. Đây gì kêu vào đây, chỉ ốc cái nè. Ốc này là nãy giờ cũng bắt cái mấy cái cây vòng vòng đây nè. Đó. Nhà còn bên kia nè. Nè. Này ốc bự. Ủa kia đó cả nhà gì? Rồi, nãy ngồi đằng kia nãy. Trời ơi, trên cầu nó trên cây. Quá trời. Để qua đây. Đây. Ủa nó nằm tuốt ở dưới quá trời luôn kìa. Đây nữa. Ôi cha cha cha. Nè nè. Ở dưới đây nè. Nhiều quá, bắt ốc bự lên. Để ốc bự quá. Lại ra nhìn xuống nè. Ồ, thọt tay vô. Chui này ra. Nó cứng quá. Múc mình xuống đây là cái nhà. Nó múc ở trong luôn. Nó trốn. Nè cha. Còn bên kia không? Bên đây có không? Đi lên hai bên đó. Không. Rồi, nửa mấy ốc bự nè. Bắt mấy ốc nhỏ thả lại. Bắt luôn thầy. Rồi, cho bỏ thùng chai. Bỏ vô con xin nặng khỏi sách luôn. Ốc bự. Mấy con nhỏ. Cái này nhỏ nè. Bỏ lại. Bự thôi. Lửa cái đống đó luôn. Rồi, nó chọa luôn cả nhà. Tiếp cả nhà. Sao hú quá vậy? Dạ. Cái gì mệt rồi cả nhà. Của con nặng quá, sớt qua trời hết luôn. Lần đầu tiên hai cha con một đi bắt ốc đường này nè cả nhà. Nhưng bây giờ anh Tư với anh Sáu với anh Vinh đi mất tiêu luôn rồi. Giờ hai cha con không biết đường ra luôn. Giờ lạc đường rồi. Giờ nghe tiếng xe đi ra theo. Hai cha con bắt đường dưới đây ốc rồi cả nhà. Hơn nửa thùng rồi. Bây giờ Mộc sẽ tìm đường đi ra thôi. Đi theo nghe tiếng xe. Tại vì bắt cũng gần bà lộ quá cả nhà. Giờ đi kiếm nghe tiếng xe chạy. Chạy về rồi đi ra. Không biết bên chừng nào ra tới ngoài đây. Chỉ cần thấy cái lá dừa là gần tới rồi đó. Lá dừa gì? Cái lá dừa cao cao á. Là tới là gần tới cái đê của mình á. À. Có đâm lá phải không? Dạ. Rồi, thôi bây giờ cho bé Nhi nghỉ chút xíu nữa vậy. Một giờ dẫn bé Nhi ra cả nhà. Giờ hai cho con không biết ở đâu nữa. Không biết chỗ này là chỗ nào luôn nữa. Giờ bắt giờ sách muốn không nổi vậy. Sách nặng dữ cả nhà ơi. Con bắt gần đây thông rồi.
giờ đi ra thôi. Kỳ vậy ta, nó mất tiêu vô. Sao nghe xa lắm, còn sao nghe nghe xa lắm, còn tư hú nãy giờ không có nghe tư hú lại. Đó, cái tiếng xe hướng hướng này nè cả nhà. Tại vì đi bắt cặp bờ cũng gần với bờ lộ á, xe nghe tiếng xe chạy. Hồi hả không có cha mà đi tuốt ở trong luôn, giờ xong cái con đi theo tư á, giờ tới sáu hú hú giờ xong cái vũ cái kêu đi dài dài ra đi á, rồi xong là đi ra luôn. Còn giờ lẹt. Cho nghe hướng xe chạy đây nè. Bây giờ một cái Nhi sẽ về cái hướng đó đó cả nhà. Đi băng về hướng đó là đi ra. Rồi, một mời cả nhà cùng đi nha. Chờ ra tới bờ lộ rồi một sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Rồi cả nhà ơi, một đi ra được tới lộ rồi. Nãy đi một khúc một đoạn cũng gặp được anh Sáu với Vinh. Anh Sáu với Mấy Nhi đặng á, giờ một sẽ đi vô trong đây lấy xe, sáng xe đậu trong đây nè cả nhà. Không biết bây giờ còn anh Tư nữa. Vinh nó chạy vô đây nữa, lấy xe ra rồi. Còn anh Tư nữa, không biết anh Tư anh ra chưa. Trời ơi, thiệt chứ. Từ anh ra bà lộ rồi cả nhà. Có làm một cái nói ị mà không nghe không. Để một cái lấy xe nữa là mình ra về. Lát quay thành quả một cho vậy thế. Một xong quay thành quả cho cả nhà xem nha. Rồi cả nhà ơi, xong rồi nãy khi thất lạc anh Tư đi ra, anh Tư ra ngoài xe, anh Tư ngồi chờ ngoài á. Cái tiếng hồn. Rồi mấy anh em mới. Rồi bây giờ anh Tư với anh Sáu được bắt được một bao này nè cả nhà. Không đã. Quả bây giờ mấy chục ký á. Thải thử không? Cái này của Vinh. Thải thử đi. Đó, lên đây. Đây. Đứng á, để đứng á. Ba mấy ký? Cái gì vậy? Mới 34 gì? 34 ký. Đấy. 33 ký đi. 33 ký. Dữ ta. Ghê thiệt. Là cô Vinh kìa. Cô Vinh kìa nhiều. Giọt gì đâu? Giọt trong á. 9 ký. 9 ký à. Rồi ra đó, còn 8 ký. Có 2 cho con 1 rồi cả nhà. Ghê hả? 18 ký. Còn 8 ký. Còn 7 ký. Rồi, ngon lành. Canh đào. Canh đào. Quá đã. Này. Rồi, Mộc xin cảm ơn cả nhà đã xem hết video của Mộc nha. Nhớ xem cho Mộc một like và một lượt đăng ký. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Chào cả nhà. Chào cô chú.